chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình lại tiếp tục quay một cái video về núi khỉ Vi Ba với chủ đề là mọi người lên núi khỉ cho khỉ ăn và vui đùa với các chú khỉ. Mời các bạn cùng xem nha. Hiện tại là có một nhóm các bạn học sinh nhỏ, hình như là học trường Anh ngữ gì đó, lên để chơi. Hai bạn nhỏ mặc áo thun, hai bạn này vui lắm nha các bạn. Và bên kia là có một bác phó nhòm đang xây xưa chụp hình các chú khỉ nha các bạn. Đây cho khỉ ăn nè, rất thoải mái nha, chơi với các chú khỉ như thế. Wow, trời hay luôn. Buổi sáng lên núi chơi, hít thở không khí trong lành, cho khỉ ăn. Wow, là quả là một thú vui thần tiên. Ô, oh, vụ gì, vụ gì? Wow, để coi lại, coi vụ gì đây. Wow. Wow, nhanh quá các bạn ơi, không thể tin được luôn, thật là bất ngờ nha các bạn. À, xem lại nè. À, chú ý nha. Wow. Oh yeah. Thật là bất ngờ, không thể tin được. Một pha hết sức là ngoạn mục xảy ra ngay trước mắt mọi người luôn nha các bạn. Nào các bạn hãy xem lại đoạn này nha. Vâng, và sau khi bị con khỉ lấy đi cái túi đậu phộng thì anh bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng với cái sự bất ngờ xảy ra như vậy nha các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn cùng xem lại pha lấy túi đậu phộng đầy ngoạn mục của chú khỉ nhỏ với anh bạn trẻ này nha các bạn. À, lần này mình quay chậm lại để cho chúng ta xem cho kỹ nha các bạn. Quá trời nhanh luôn. Bởi vậy bữa mình đã nói các bạn ở mấy cái video trước á, là khi mà lên cho khỉ ăn là chúng ta phải hết sức chú ý, nếu không là bị khỉ nó giật cái túi đồ chơi của mình đấy, đó là túi đậu phộng hoặc là nải chuối gì đó nha các bạn. Chú ý chỗ này chút xíu nha. Mọi người cho khỉ ăn và đùa giỡn với các bạn khỉ nha các bạn. Cứ cho khỉ ăn, khỉ ra và lúc này khỉ xuống hơi nhiều. Đấy các bạn gái. Các bạn gái đùa với mấy khỉ, bị mấy khỉ rượt ha. Hiện tại thì mấy chú khỉ xuống hơi bị đông, đặc biệt là có cái bầy khỉ nhỏ. Khỉ nó chơi theo bầy nha các bạn. Con lớn chơi với con lớn, nhỏ chơi với nhỏ, mà nó đi nhau là đi cái bầy vậy đó. Có hai bố con anh này cũng rất là thương mấy chú khỉ, lên chơi cho mấy con khỉ nó ăn. Các bạn nhỏ là khỉ lại quay quanh, để mà ai mà có thức ăn là mấy ảnh quay quanh người đó thôi để mà kiếm ăn. Các bạn nhìn xem đây nè, đây đúng là một bức tranh thiên nhiên rất là đẹp. Các chú khỉ quay quanh mọi người chờ cho mình ăn. Sự hòa hợp giữa con người và con vật rất là dễ thương. Còn các bạn gái là có vẻ thích thú với mấy chú khỉ, nhất là mấy con khỉ con á, cứ đùa giỡn với mấy chú khỉ con. Và cái khoảnh khắc này sẽ được ghi lại bởi bác nhiếp ảnh gia.
đang tìm những bức ảnh đẹp, những bức tranh đẹp để mà lưu lại cho mọi người cùng xem. Thật là thú vị phải không các bạn? Và đây là cảnh của hai bố con đang cho chú khỉ ăn. Đây là hai mẹ con của con khỉ cục tai mà người ta thả, chứ không phải là bầy khỉ ở đây. Nó không phải là dân địa phương mà nó chỉ là dân nhập cư thôi nha các bạn. Đợt trước mình có một cái bài nói riêng về hai mẹ con của bạn khỉ này. Mặc dù là dân nhập cư nhưng mà hiện tại là không có mấy cái con khỉ lớn ở đây, chỉ có cái bầy khỉ nhỏ thôi, cho nên ảnh cứ ung dung ảnh ngồi mà ảnh ăn, không sợ bị mấy con khỉ lớn nó đuổi đi, cứ thoải mái ngồi ăn thôi. Đó, có mấy con khỉ nhỏ tới ăn ké. Và với bức tranh thiên nhiên và tự nhiên như thế này thì không thể nào bỏ qua dưới cái ống nhòm của bác nhiếp ảnh được. Đây, bác đang chăm chú để mà lấy được cái vẻ đẹp hiện tại sống động của khu vực núi khỉ Vi Ba này nha các bạn. Con trai nó cho với. Anh cho con trai nó cho với. Con trai nó cho khỉ ăn với. Đó, tập cho em bé chơi. Con, cho ăn đi con. Rồi, anh chó tới. Gai bé, gai bé.
Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào.